Bạn đang nghe The Present Writer Podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được host bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Các bạn vừa nghe phần mở đầu của podcast của mình có tên là The Present Writer. Podcast này mình mới lập ra từ tháng 9 năm 2020, tức là tới nay khoảng độ 7-8 tháng thôi. Tuy nhiên rất may mắn là nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của rất nhiều người. Podcast hiện có hơn 30 tập với 304.000 lượt nghe. Gần đây podcast của mình có vinh dự được đứng đầu bảng xếp hạng podcast Việt Nam. Điều này làm cho mình rất ngạc nhiên và biết ơn sự ủng hộ của mọi người. Thời gian vừa rồi mình nhận được rất nhiều câu hỏi về cách lập podcast, đặc biệt cho người mới bắt đầu. Vì vậy trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả những điều gì mà mình biết về podcast, bao gồm cách mình làm script, tức là kịch bản cho podcast, thu âm, chỉnh sửa âm thanh, đăng tải và phân phối podcast, và đặc biệt là cách mình mở kênh kiếm tiền trên podcast. Vì vậy các bạn hãy xem hết video nhé, bởi vì là có rất nhiều thông tin bổ ích mà mình đã phải dày công để thu thập và hệ thống lại trong video này. Bước đầu tiên để làm một podcast là bạn cần phải có kịch bản, hay còn gọi là script. Đối với podcast thì việc làm script rất quan trọng, bởi vì mình nói với cả microphone của mình, chứ mình không đối diện trực tiếp với khán giả. Do vậy là nếu mà mình không có cái script, không có cái dàn ý trước ấy, thì mình rất là dễ nói lan man, và sau này thì khi mình biên tập lại thì mình không hiểu là mình đi đâu về đâu, cho nên là cái script rất là quan trọng. Đối với những bạn mà làm podcast kiểu một mình, kiểu như là độc thoại như mình ấy, thì cái script này nó tùy theo cái độ thoải mái của bạn khi bạn nói trên microphone. Nếu mà bạn thoải mái rồi ấy, thì bạn chỉ cần một hai cái gạch đầu dòng thôi. Ví dụ như bản thân mình ấy, thì mình chỉ gạch đầu dòng thôi. Nhưng mà nếu các bạn nào mới, các bạn không quen với việc nói với microphone ấy, thì mình nên script một cách kỹ lưỡng hơn. Ví dụ mình nói cụ thể hơn cái phần này mình muốn nói về điều gì này, cái ý chính này, rồi sau đó trong quá trình nói thì mình sẽ dựa vào đó để mình nói một cách tự nhiên hơn. Với các bạn làm podcast theo kiểu phỏng vấn ấy, tức là mình có một hai người nói đối thoại với nhau ấy, thì mình cũng nên làm script, cũng nên có những cái câu hỏi để mình dẫn dắt cái quá trình nói chuyện để nó bớt lan man và nó có cái trọng tâm cho khách mời của mình. Nếu các bạn làm podcast theo kiểu đọc lại blog, đọc lại tin tức, đọc lại bức thư chẳng hạn, thì mình cũng phải chuẩn bị cái script của mình, mặc dù không cần kỹ lưỡng lắm bởi vì mình đã có cái văn bản để đọc sẵn rồi. Lý do là bởi vì khi mà mình đọc một cái văn bản ấy, thì cái văn viết ấy, nó khác với văn nói ấy. Do vậy tốt nhất là mình nên đọc qua một lượt ấy, mình nhấn mạnh, mình ghi chú xem là cái chỗ nào mà mình cần phải thay đổi cái giọng văn một chút, hoặc là thay đổi cái câu từ một chút để cho mình dễ nói hơn. Phần thứ hai và cũng là phần quan trọng nhất của việc làm podcast chính là phần thu âm. Thu âm là yếu tố quan trọng nhất, bởi vì là khi nghe podcast thì bạn không được nhìn người nói, cho nên là cái chất lượng âm thanh phải đảm bảo rất tốt. Đối với quá trình thu âm thì mình sẽ nói về 3 vấn đề chính. Thứ nhất là microphone, và thứ hai là phần mềm để thu âm, và thứ ba là môi trường thu âm. Thứ nhất là microphone. Khi các bạn mới bắt đầu ấy thì mình nghĩ rằng các bạn có thể sử dụng những cái tai nghe mà kèm với mic, ví dụ như cái tai nghe của Apple mình thấy rất tốt. Tuy nhiên nếu bạn có điều kiện đầu tư hơn một chút thì mình khuyên bạn nên mua một cái microphone tốt để âm thanh được trong và dày nhất. Cái mic của mình hiện tại sử dụng là Blue Yeti Nano, là dòng mic nhỏ của thương hiệu Blue Yeti nổi tiếng. Điều tốt nhất của dòng microphone này là nó có cổng USB cắm trực tiếp vào máy tính nên rất là tiện dụng. Ngoài ra mình có mua thêm cái lưới chắn gió này để cho cản cái âm gió khi mình phát âm vào microphone. Phần thứ hai là thu âm. Có rất nhiều cách để thu âm. Bạn có thể thu âm trực tiếp trên máy tính này, hoặc là thu âm ở trên cái máy để thu âm, hoặc cũng có thể thu âm trên những cái app miễn phí như là Anchor. Đây cũng chính là cái app mình sử dụng để host podcast The Present Writer. Mình sẽ giới thiệu thêm về Anchor sau này. Đối với những podcast dạng phỏng vấn, nếu mà các bạn mời được khách mời đến văn phòng, đến studio của mình ghi âm trực tiếp là tốt nhất. Tuy nhiên nếu các bạn phải phỏng vấn xa, ví dụ như mình thường xuyên là mình chỉ phỏng vấn được trên mạng thôi ấy, thì mình thấy các bạn sử dụng những cái app ví dụ như là Zencast hay là Tricast để có thể lấy cái âm thanh được từ nhiều người và nhiều nguồn khác nhau. Đối với podcast của mình ấy, thì mình thường chỉ độc thoại, tức là mình chỉ thu âm cái giọng nói của riêng mình thôi ấy, thì mình sử dụng cái phần mềm miễn phí ở trên máy MacBook của mình có tên là GarageBand. Mình cảm thấy GarageBand rất tốt. Tuy nhiên điểm cần lưu ý là bởi vì đây là phần mềm để thu âm nhạc, cho nên là khi mà bạn chuyển sang để bạn thu podcast thì bạn cần tắt đi cái tiếng đệm, tức là hai cái nút này. Cách thu âm thì rất đơn giản, mình chỉ cần nhấn cái nút đỏ này để thu, và khi ngưng thì ấn nút ngừng.
Yếu tố thứ ba là môi trường thu âm. Để có thể tạo ra cái chất lượng âm thanh tốt thì mình cần phải có môi trường thu âm hoàn toàn yên tĩnh và ít tiếng vang. Vì vậy mình sẽ dẫn các bạn đến studio của mình, nơi mình thu âm tất cả tập podcast của The Present Writer. Mình đi nhé. Các bạn sẵn sàng chưa? Ta-da! Đây chính là studio kiêm tủ quần áo của hai vợ chồng mình. Mình kê hai chiếc ghế gỗ của con lên để microphone và máy tính, rồi ngồi xuống sàn và nói. Vậy thôi. Thật khó có thể tin được đây chính là nơi sản xuất ra một podcast hàng đầu Việt Nam, đúng không? Nếu các bạn không có tủ quần áo lớn như mình ấy, thì cũng có thể thu âm ở trong phòng bình thường. Mà nên nhớ là có thể để chăn màn hoặc là quần áo xuống dưới sàn đất ấy, để cho nó đỡ tiếng vang. Sau khi mình đã có file ghi âm rồi thì mình sẽ đến bước thứ ba, đấy là bước chỉnh sửa âm thanh. Đây là một bước mà tốn nhiều thời gian nhất và đòi hỏi sự tỉ mẩn nhất của mọi podcaster. Đối với mình, sau khi thu, mình tiếp tục chỉnh sửa âm thanh trực tiếp trên phần mềm GarageBand. Các bạn có thể thấy đây là sóng âm thanh. Và mình sẽ cần nghe tai nghe để nghe rõ hơn đoạn nào mình nói lỗi. Khi mình xác định đoạn nào muốn cắt thì mình sẽ nhấn split. Sau đó có hai cách. Một là mình cắt hẳn đi và nối cái phần tiếp theo vào. Cách thứ hai là mang đoạn mình muốn nối lên thế vào đoạn mình muốn cắt. Sau đó mình sẽ nghe lại đoạn nối này để mình chắc chắn là âm thanh được trơn tru. Một tip rất quan trọng để phục vụ cho phần chỉnh sửa âm thanh được tốt hơn, đấy là trong cái quá trình bạn thu âm ấy, nếu mà bạn nói lỗi hoặc nói sai thì mình hãy vỗ tay 3 tiếng. 3 tiếng vỗ tay này tạo ra 3 cột sóng âm rất lớn, không thể bỏ lỡ khi biên tập. Giúp cho bạn biết, phần này mình nói lỗi và mình không cần nghe toàn bộ, mình chỉ cần cắt luôn để lấy đoạn đằng sau tiếng vỗ tay là đoạn mình cần. Nếu các bạn không muốn vỗ tay ấy, hoặc là nếu các bạn nói sai nhiều như mình ấy, mà vỗ tay nhiều đau tay ấy, thì có thể im lặng. Thì khi các bạn im lặng, nó sẽ tạo ra cái đường sóng âm bằng phẳng, thì mình không có một lời nói nào. Thì khi mình nhìn thấy cái phần sóng âm im lặng như thế thì mình biết là mình nói lỗi và mình sẽ cắt ở cái phần mà đằng sau cái phần im lặng của mình. Tip này hết sức quan trọng, nó giúp cho mình tiết kiệm rất nhiều thời gian thu âm và chỉnh sửa âm thanh sau này. Mình học được là qua quá trình mình xem rất nhiều cái video clip về chỉnh sửa âm thanh. Vì vậy các bạn hãy nhớ cái chi tiết này và ứng dụng nó trong quá trình mình thu âm và mình chỉnh sửa âm thanh sau này. Một bước phụ nho nhỏ của phần làm podcast, đấy là chèn thêm intro, tức là phần mở đầu, outro là phần cuối, và những cái âm thanh hay là nhạc nền là đấy mà bạn muốn. Đối với phần âm nhạc này ấy, thì điều quan trọng là bạn phải chú ý mình không sử dụng những phần âm nhạc mà có dính đến bản quyền. Bởi vì là nếu mà bạn sử dụng nhạc có bản quyền, tức là mình sử dụng lậu ấy, mình không có được sự cấp phép để sử dụng âm nhạc đấy ấy, thì tương lai nếu mà người ta muốn ấy, thì người ta có thể thu hồi lại cái podcast của bạn, người ta có thể xóa podcast của bạn lên nền tảng. Thì đối với mình ấy, để tránh cái vấn đề này ấy, thì đối với cả YouTube và podcast thì mình đều sử dụng âm nhạc trên trang Epidemic Sound. Đây là trang mà mình trả phí. Mình nghĩ rằng là khoảng độ 15 đô một tháng. Kho nhạc của Epidemic Sound cực kỳ tốt. Và một khi bạn đã sử dụng cái dịch vụ của họ rồi thì bạn hoàn toàn yên tâm là tất cả những cái vấn đề bản quyền sau thì không có vấn đề gì cả. Người ta sẽ tự take care cho bạn và bạn có toàn quyền sử dụng cái âm nhạc đấy trong tất cả các sản phẩm sáng tạo của bạn. Tiếp đó đến bước thứ tư là đăng tải và phân phối podcast. Các bạn có thể đăng tải và phân phối podcast một cách thủ công đến những cái nền tảng như là Spotify, Apple, Google hay là SoundCloud vân vân. Tuy nhiên là cái quá trình up thủ công này, thứ nhất là mất rất nhiều thời gian. Cái thứ hai là khi các bạn có cái gì đấy mà bạn muốn chỉnh sửa âm thanh ấy, hoặc là chỉnh sửa cái tiêu đề ấy, thì mình lại phải vào từng cái nền tảng mình chỉnh sửa, tốn rất nhiều thời gian. Do vậy giải pháp của mình là upload lên một cái nền tảng miễn phí có tên là Anchor. Và Anchor sẽ ngay lập tức tự động phân phối cái podcast của mình đến những cái nền tảng khác mà mình không cần phải làm gì hết. Mình không biết là các bạn podcast chuyên nghiệp thì các bạn thấy Anchor thế nào, chứ còn mình thì mình cảm thấy không có điều gì đáng phải phàn nàn về Anchor cả. Phần tiếp theo mình muốn nói về chủ đề kiếm tiền trên podcast. Đây là một chủ đề mà mình thấy là rất nhiều bạn quan tâm. Nhưng mà nếu các bạn nào đã từng làm podcast ở thị trường Việt Nam ấy, thì các bạn cũng biết rằng là ở thị trường Việt Nam của mình chưa tạo nhiều điều kiện để cho podcaster kiếm tiền. Do vậy là mình thấy hầu hết tất cả những người làm podcast, bao gồm cả mình, chỉ làm để cho mình thỏa mãn cái đam mê thôi, chứ còn cái nguồn lợi về tài chính thì hầu như là rất là ít. Tuy nhiên mình nghĩ rằng nếu mà mình có thể tạo ra kênh kiếm tiền từ podcast ấy, dù ít dù nhiều nó cũng giúp cho cái quá trình mình làm sáng tạo được bền vững hơn. Vì vậy trong phần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái kênh kiếm tiền mà mình đang thực hiện ở trên podcast của mình. Mình có 4 cách để mở kênh kiếm tiền trên podcast. Cách thứ nhất là mình sử dụng Anchor.
Anchor có một tính năng rất đặc biệt dành cho những creator sống ở Mỹ. Rất tiếc là chỉ cho những creator ở Mỹ thôi. Là khi các bạn làm podcast ở trên Anchor thì Anchor sẽ kết nối bạn với những nhà quảng cáo. Và khi mà bạn được kết nối với một người quảng cáo và bạn chấp nhận làm quảng cáo với họ ấy, thì họ sẽ cung cấp cho bạn một cái script ngắn thôi, khoảng độ 30 giây, 15 đến 30 giây. Và bạn sẽ đọc cái script này ở trong cái bài podcast của mình. Bạn có thể thu âm trước cái script này, và trong cái quá trình mà mình đăng tải thì mình chèn cái script này vào. Thì khi mà người nghe, người ta nghe cái phần quảng cáo này thì bạn sẽ được nhận một khoản tiền hoa hồng từ Anchor cũng như là từ người làm quảng cáo. Thì cách này như mình vừa nói chỉ ứng dụng với những người làm sáng tạo ở Mỹ thôi. Và bản thân mình ấy, thì vì là cái đối tượng người nghe của mình là người Việt, cho nên là mình cũng, trước nay thì mình cũng không có nhiều quảng cáo. Mình chỉ có 1-2 đợt duy nhất là mình được quảng cáo thôi. Nhưng cái số tiền nhỏ nhỏ này cũng giúp cho mình đầu tư trở lại vào podcast. Ví dụ như mình mua một cái microphone tốt hơn, hay là mình đầu tư vào cái quá trình mình biên tập được hoàn thiện hơn, thì cũng giúp cho cái quá trình mình làm sáng tạo được bền vững hơn và phát triển hơn. Đối với những bạn không sử dụng Anchor hoặc là không ở Mỹ thì mình có thể kêu gọi quảng cáo từ những nhà tài trợ khác. Cách này thì bản thân mình chưa làm, nhưng mình từng thấy một số podcaster khác người ta có làm. Tức là bạn tự liên kết, bạn tự kết nối với những nhãn hàng hoặc là những đơn vị quảng cáo khác, và bạn đọc cái phần quảng cáo về cái nhãn hàng đơn vị đấy ngay trên podcast của mình. Thì những cái người nghe podcast như thế, những cái lượt nghe nó cũng đưa cho bạn cái khoản tiền hoa hồng như là cách bạn làm với Anchor. Cách thứ ba mình thấy khá phổ biến từ việc làm podcast đấy là kêu gọi tài trợ từ người nghe, hay còn gọi là listener support. Cách này là một cách rất văn minh để những người nghe hỗ trợ trở lại cho người làm sáng tạo. Ví dụ như là ở trên podcast của mình ấy, thì mình có cái nút để cho các bạn ủng hộ hàng tháng, hoặc là mình có đường link ở phía dưới để các bạn buy me a coffee, tức là mua cho mình cốc cà phê để ủng hộ cho quá trình làm sáng tạo của mình. Những cái khoản tiền ủng hộ này nó cũng nhỏ thôi, ví dụ như là $1, $2, $3, $5, vân vân. Nhưng mà những cái khoản tiền nhỏ nhỏ này như mình vừa nói ấy, nó cũng giúp cho người làm sáng tạo có cái điều kiện đầu tư trở lại vào cái nội dung của bạn tốt hơn, cũng như là cảm thấy rằng là mình cũng được quan tâm, podcast của mình được người ta nghe và người ta cảm thấy hữu ích thì người ta mới ủng hộ cho mình, người ta mới donate cho mình. Hình thức thứ tư mình thấy là rất nhiều podcaster mà kiêm người làm kinh doanh người ta sử dụng và mình thấy rất thú vị. Đấy chính là self-promotion hay là tự quảng cáo. Ví dụ như là bạn có cái sản phẩm nào đấy, hoặc là bạn có dịch vụ nào đấy, hoặc là bạn có khóa học nào đấy, có cuốn sách nào đấy bạn mới ra mắt ấy, thì bạn cũng có thể nói ở trong podcast. Ví dụ như là bạn đang nói về một chủ đề nào đấy thì bạn có thể dừng và nói rằng là đây là cái phần tự quảng cáo, mình muốn giới thiệu cho các bạn cái khóa học, cái cuốn sách của mình mới ra. Nếu bạn quan tâm thì hãy xem ở đường link ở phần show notes. Ví dụ như thế. Thì mình nghĩ là tương lai nếu mà các bạn làm podcast ở Việt Nam có thể kinh doanh mặt hàng nào đấy thì đây cũng là một hình thức rất tốt để các bạn có thể kiếm tiền từ podcast. Các bạn theo dõi The Present Writer được một thời gian thì các bạn cũng biết rằng là mình có tới 3 kênh nội dung: blog, YouTube và podcast. Thì thực sự ấy, trong cả 3 kênh nội dung đấy thì podcast là cái mà dễ làm nhất. Thực sự ấy, là nó rất là dễ. Các bạn chỉ cần ngồi xuống này, nói vào microphone, hoặc là nếu mà bạn phỏng vấn ai đấy thì mời người ta nói cùng với mình. Giống như một câu chuyện bình thường thôi, khoảng độ 30 phút một tiếng hoặc là một tiếng rưỡi chẳng hạn. Và mình chỉ cần tốn một chút thời gian, mình edit âm thanh và mình đăng tải lên. Thế là xong, mình không cần phải làm bất kỳ cái điều gì nữa. Đối với podcast ấy, thì mình cảm thấy mình chia sẻ những cái mà gần gũi hơn, sâu sắc hơn, riêng tư hơn cho khán thính giả của mình. Đối với cái platform ở blog ấy, hay là YouTube ấy, thì mình hay chia sẻ những cái nội dung mà nó học thuật hay là phát triển bản thân, nó hơi nghiêm túc một chút. Mình cố gắng mình thoải mái và mình chia sẻ những cái nội dung cá nhân ấy, nhưng mà nó không thể sâu được như là podcast. Bởi vì là khi mà bạn nói chuyện với người ta thì bạn dần dần bạn bóc tách bản thân, bạn chút tâm sự của mình ra. Thì mình nghĩ là podcast là một nền tảng rất là tốt. Đặc biệt ấy, đôi khi mình cảm thấy là mình có cái tâm sự gì hay là có suy nghĩ gì mà mình không biết là nên kể với ai thì mình bật podcast lên để mình thu âm giọng nói của mình chia sẻ cho mọi người. Thì đấy cũng là một hình thức mà mình nghĩ rằng là đối với những người làm sáng tạo ấy, rất là tốt cho mình bộc lộ bản thân, mình chia sẻ, mình giải bày. Thì mình thấy là nếu các bạn nào mà đang băn khoăn có nên bắt đầu podcast hay không thì mình hy vọng là cái video này giúp cho các bạn không chỉ biết thêm về cái kỹ thuật làm podcast mà còn hiểu hơn cái ý nghĩa, cái mục tiêu làm podcast của mỗi người. Chúc các bạn thành công với việc làm podcast. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye!